Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với tựa game siêu anh hùng đại chiến. Hôm nay thì mình sẽ test sức mạnh của em Yuchi. Hôm trước thì mình cũng test sơ sơ cho anh em bộ skill rồi. Thì nhớ anh em bảo là nếu như búp đồ các kiểu vào thì nó mạnh lắm, làm chùm game ở meta hiện tại luôn. Thì hôm nay mình sẽ gọi là lấy đồ đạc của một số những em khác dành hết cho Yuchi để lên phân khúc tầm 40k lực chiến, hơn 40k lực chiến. Xem là đánh đấm như thế nào anh em nhá. Ha? Cái gì đấy? Thông báo gì nhỉ? Đồ top đồ tổng cái gì? Đó, bây giờ mình sẽ trùng sinh cái kỹ năng nha. Trùng sinh kỹ năng anh hùng. Đây. Lấy một số những cái điểm kỹ năng này để nâng cấp cho em Yuchi của mình. Ôi giời, cúng quá. Rồi, cái này thì mình sẽ lấy trang bị của em phong sẹo dành cho Yuchi anh em nhá. Bây giờ là kỹ năng là mình sẽ nâng cấp lên đây. Đầu tiên là ưu tiên vào quả ulti. Ôi giời, lên level 6 luôn à. 4 này, 5 này, bị động này. Ok, all in nó bị động luôn. Đó. Wow, để xem sát thương gây ra 430% sát thương luôn. Kinh đấy. Nói chung em này thì có đánh hàng trước thọt ra hàng sau nữa. Càng phết anh em ạ. Trang bị đây. Trang bị thì mình sẽ dùng của em phong sẹo nha. Đổi trang bị. Đâu nha. Đây, bộ này. À đây, 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 cái này. Mặc luôn. Tiếp theo, đổi trang bị. Không sẹo đâu. Đây, mặc luôn. Sao cái này tục tiếp, đổi tiếp. Mặc. Đổi trang bị. Mặc tiếp. Ok. Đổi trang bị tiếp. Rồi. À, cuối cùng. Ok là. Lực chiến của nó lên được 41.546 rồi. Cũng căng thẳng anh em ạ. Đột phá này. Ơ, nhân này chưa đột phá lên hả? Ok, lên tím luôn nhì, tím cũng một luôn nhì, phong sẹo này. Mặc nhanh nha anh em. Lực chiến lên 23k, ok. Rồi, 158.000 này. Đấu thử xem nào. Đây có anh em nào 158.000 không? Wow, các bố kia nâng cấp lực chiến nhanh thế. Ôi dồi, 162.000 này. Đánh thử nha anh em ơi. Rồi, 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 rồi. Ok, đây, đội hình của mình thì vẫn có Panda này, vẫn có Ghetto này. Và có em Frankie hàng đầu, như Maki đánh thốn chưa? Một phát cho em Yuchi hàng sau, ôi dồi luôn anh em ạ. Tàu đấy. Tàu đấy. Ok, ôi Ghetto chuẩn bị hẹo rồi. Ôi à, may quá. Em Panda của mình thì khá là trâu nha. Rồi luôn. Mày à bưởi. Mày à bưởi. Ok. Thôi, đi luôn em Ghetto bên mình rồi. Ảo ma Canada thế nhở. Nhưng mà con Maki bên kia mình vẫn thấy nó khỏe lắm. Nhưng mà em Yuchi mình thấy có một nhược điểm là tốc độ của nó hơi chậm anh em ạ. Rồi, Ace, nộ lên. Ui giời ơi. Tiếp tục nộ. Tiếp tục nộ, thôi xong. Ok. Thằng Gara này skill khó chịu phết anh em ạ. Ủa, hồi máu nhiều đấy. Anh em thấy không? Từ nãy giờ mình đã thấy Yuchi đánh nữa. Thề luôn em này tốc độ chậm vãi cả bìu anh em ơi. Rồi, bây giờ bắt đầu mình đấm này. Một đấm liệu có bình thiên hạ không? Ui, đúng là cũng bình thiên hạ đấy anh em ạ. Thằng sau gọi là nằm xuống hết luôn anh em nhé. Cũng càng đấy. Rồi. Ôi, bên kia hết đam chủ lực rồi. Chắc là mình thắng rồi anh em ạ. Ok, phết. Xem thông tin rồi nào. Sát thương gây ra là 449.000 nhá. Được cái nhỉ? 177k này. Kêu chiến thử phát nữa nào. Xem tình hình đánh đấm ra làm sao đây. Bên này thì cũng có Yuchi. Một đấm. Rồi, Maki. Ôi dồi ôi. Hốn nhờ anh em nhỉ? Maki nó vẫn là một cái gì đấy cay cú anh em ạ. Có khi chơi Yuchi với cả Maki là hợp lý đấy. Bỏ sư Ace đi anh em ơi. Một đấm. Ui, một đấm Yuchi bên kia gần hẹo luôn kìa anh em kìa. Wow, mạnh đấy chứ. Ai à, nhưng mà xong rồi nó lại có nộ này. Tao đấm luôn thằng Ghetto bên mình đi rồi. Maki với nó nữa này. Hồi xong. Bảo kích các thứ ghê phết. Nhưng Panda được hồi sinh. Vâng, và bây giờ làm Frankie. Vũ khí bí mật. Đúng rồi. Vũ khí cổ đại chứ nhỉ. Vũ khí cổ đại.
Ok, Mihawk kiếm to nhất game. Ê à, đau phết thế. Được nhỉ. Mày à bưởi, Mihawk nằm xuống nha. Thằng Yuchi bên mình nằm mãi nó không được đánh nhỉ anh em nhỉ, cay thế nhỉ. Rồi bây giờ nó mới được đánh đây. Bây giờ nó mới được đánh đây. Nhưng mà Maki nó vẫn sống nhỉ. Không ăn thua. Ok, bây giờ để xem cuộc chiến giữa Maki và Yuchi ai sẽ là người chiến thắng anh em nhé. Nhưng anh em nên nhớ là lực chiến của mình kém hơn đội bên kia rất nhiều nha. Lực chiến của mình kém bên kia rất nhiều nha. Rồi may quá, Panda hàng trước vẫn cứ là ngon. Hồi sinh thì được phát âm. Ủa nhưng mà bạo kích của em Maki kìa anh em nhìn thấy chưa. Thôi xong. Thôi xong. Hồi sinh lại đi em ơi. Tấm vỡ mồm nó. Đúng rồi. Xong. Win. Tuyệt cả là vời anh em ạ. Ồ mạnh thật. Mạnh chứ. Dạ. Để mình xem tốc độ của em Yuchi là bao nhiêu, sao nó đánh chậm thế nhở. Tốc độ 152 à, ừ tốc độ chậm thật anh em ạ. Ui vãi nồi. Đấy mình thấy điểm yếu duy nhất của thằng Yuchi này là tốc độ nó chậm thôi. Bởi vì mình test bao nhiêu trận rồi. Chậm vãi cả bìu luôn thề. Chán vãi trưởng luôn ạ. Đang là phải build thêm trang bị gì đấy liên quan đến tốc độ thì nó mới ổn áp được anh em ạ. Nhưng mà hiện tại mình chưa có cái món nào liên quan đến tốc cả. Đây này trong này chi tiết thì đấy, chi tiết thậm chí bộ 2 này của nó còn phải tăng rất là nhiều tốc nhá. Bộ 1 của nó là có cái gì đây? Cũng tốc độ này, đầu mỗi lượt có 50%. Ừ, cái này hợp lý này, nhưng mà món này thì hiếm quá mình chưa có. Bạo kích tăng 10% bạo kích và sát thương là 5%, sát thương bạo đúng không? Đấy, nhìn chung là em Yuchi này phải có thêm tốc độ này. Chứ không mình thấy là tốc độ hơi chậm anh em ạ. Ừ. Không được như mấy em khác, kể cả mấy em tanker này thôi mà tốc độ của nó đã lên đến 175 rồi mà Yuchi 152. Điểm yếu duy nhất của em Yuchi là như vậy thôi. Đấy. Còn em Maki thì tốc độ ngon hơn. Thực ra nếu như mình thấy á, nếu như anh em mà không có bộ trang bị xịn sò con bò vào trong này nha, để build cho em Yuchi này nó trâu bò hơn một tí, đấy, all in với em nó, thì sẽ bị em Maki nó ra cho chưa kịp sử dụng ulti do là tốc độ của nó cực kỳ chậm. Rồi, hôm nay thì bước sang ngày thứ 8 là nhận được một số phần quà khá là ngon. Nhưng mà mình vào đây chiêu mộ chả được cái vẹo gì. Không ra Yuchi, cũng không ra Phong Sẹo, mà cũng không ra Maki luôn. Toàn ra mấy cái đồ rác rưởi đâu. Ui, đán kinh. Chiêu mộ giới hạn thì sắp hết rồi. Còn, ủa, 6 ngày nữa mà nó mới hết anh em ạ. Căng nhờ. Để mình check qua một số cái sự kiện khác xem có cái gì không anh em nhá. Ví dụ như là sau 7 ngày thì có cái gì nhỉ. Chiêu mộ thám hiểm này. Cái thám hiểm. Ok đồ xúc sắc à. Nhận xúc sắc luôn. À hôm nay có sự kiện tiêu kim cương anh em ạ. À. Ui. Tiêu kim cương luôn anh em nhá. X1. Ơ. Đi dậy thất bại. Thế nào. X3. Đó, ok. Ngon. Ui được có 10 kim cương nữa. Vãi cả bìu. Tiếp tục X3. Thất bại. Ủa? The fuck? Nào mà thất bại được? Rồi luôn. Bỏ qua này là bỏ qua cái gì nhỉ? À bỏ qua hiệu ứng luôn. Phải. Chọn động tác à? Ủa? Cái này giống cái tựa game gì trước mình chơi nhỉ? Một cái nó cũng liên quan đến Pokemon ấy. Lại thất bại nhưng vẫn nhận thưởng. Holy shit. Ok, con bot trong này mạnh thế à? Rồi, xong vòng 1 nha. Được cái dương gì đây? Có mảnh anh hùng S tùy chọn này. Ô, dương đến cuối cùng là cái gì? Đá tinh vân đó. Này là cái gì? Úi, mảnh vạn năng này. Oh man. Ngon đây anh em ơi, mảnh vạn năng là được ấy. Mảnh vạn năng tuyệt cả là vời luôn. Quả. Ok à. Lại thất bại. Mấy con quái trong này nó mạnh vậy sao? Nó nào bỏ qua được cái hiệu hoạt ứng này nhỉ? Ôi ơi, cái tổng môn nuôi vào đúng cây nấm anh em ơi. À, chiến thắng ở đây anh em này, ảo thật đấy. Máy quá qua được cái cây nấm. Hai nước à? 6, ồ về luôn, vòng 2 đã nhận này. Ơ, cũng dễ nhỉ.
Để mình xem nhận được xúc sắc còn cái gì nữa. Hoàn thành ải tinh anh này. Tích nạp. Ôi dồi ôi, nạp. Lại luôn. Cái này nó diễn ra trong vòng 1 tuần cơ mà. Con win. 6 nước. Vãi. 2 nước thêm xúc sắc. Ok. Vãi nồi. Bay xa vãi cả trường này. 1, 2, 3, 4, 5. Qua đi. Bịp à. Fuck. Cày chứ nhờ. Rồi ok. 6 nước này. À tháng này được 100k vàng luôn. Ngon. Ok.